Chào các bạn thân mến, 2660. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định ba huyệt 26, 8 và 73. Đây đều là các huyệt liên quan đến huyết áp và liên quan đến tiết sữa. Vậy chúng ta sẽ đi vào cách xác định từng vị trí của từng huyệt và tác dụng của từng huyệt như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào xác định huyệt 26. Như các bạn đã biết, huyệt 26 nằm ở giữa hai đầu cung lông mày. Tuy nhiên chúng ta phải biết đầu cung lông mày như thế nào. Và ở video lần trước các bạn đã xem cách xác định của huyệt 65. Như vậy đến giờ xác định huyệt 26 rất dễ. Chúng ta thấy ở đây là hai đầu góc trên cung lông mày, và từ hai đầu góc trên cung lông mày này là huyệt 65. Như vậy 26 là trung điểm của huyệt 65. Chúng ta xác định huyệt 26 rất dễ dàng. Và 26 chính là một huyệt rất là quan trọng. Đây là huyệt mốc của trục O. Như vậy từ giờ trở đi tất cả các huyệt nằm trên trục O, tức là thẳng với 26, sẽ lấy theo 26 đóng xuống. Như vậy mình đã xong cách xác định của huyệt 26. Bây giờ mình sẽ đến tác dụng của huyệt 26. Đầu tiên tác dụng tại chỗ, các bạn quan sát ở đây, nó liên quan đến vùng mũi. Và như vậy các bạn thấy đây là mũi của đồ hình âm. Và khi mình tác động vào huyệt 26, nó sẽ chữa nghẹt mũi, chảy nước mũi, đúng không ạ? Như vậy cứ liên quan đến mũi hãy tác động vào huyệt 26 này. Và mình có một cái mẹo như này. Nếu các bạn bị nghẹt mũi, các bạn hãy dùng tay hoặc dùng cây giò, các bạn quẹt xuống như thế này. Quẹt xuống như này khoảng vài chục cái nhé. Quẹt xuống như thế này. Nếu các bạn bị chảy nước mũi, các bạn hãy hơ ngải cứu từ đây, hơ lên. Hơ lên trên này như này. Đấy, hơ lên, hơ lên. Dạ. Rồi, tác dụng ngoại vi, các bạn thấy là gì ạ? Nó chữa các bệnh liên quan đến đau đầu, mất ngủ. Tại vì vùng này nó chấn thống vùng chẩm gáy, đầu của chúng ta. Cho nên khi mình tác động vào đây, nó sẽ chữa đến đau đầu và mất ngủ. Tiếp theo, tác dụng nội tạng là gì ạ? Các bạn quan sát ở đây. Chính xác nó liên quan đến tim mạch, và huyệt này huyệt rất hay để hạ huyết áp. Như vậy huyệt 26 chuyên dùng cho những người huyết áp cao. Khi huyết áp cao các bạn cầm cây giò, các bạn quẹt quẹt xuống nhẹ nhẹ như thế này. Đó là để chữa huyết áp cao. Rồi tác dụng toàn thân, huyệt 26 còn giúp để an thần, tức là chữa đau đầu, mất ngủ. Nó còn làm hạ nhiệt, tức là nó hạ huyết áp, hạ sốt, giảm đau và nó giải độc nữa. Đây là huyệt rất quan trọng. Và huyệt 26 này rất là hay dùng, cho nên các bạn cần nhớ đặc tính của nó là gì? An thần. Đấy, giảm đau này, căng thẳng stress thần kinh, hạ nhiệt này, tức là giảm sốt này, rồi giảm đau, giảm những cơn đau, đồng thời là gì ạ? Đây là huyệt giải độc, đúng không ạ? Khi nhiễm độc toàn thân hay nhiễm độc dị ứng thức ăn, vân vân. Bây giờ mình sẽ đi vào huyệt số 8. Chúng ta quan sát huyệt số 8. Chúng ta thấy chiều dọc huyệt số 8 gióng thẳng từ 26 xuống, rất dễ dàng, đúng không ạ? Ngoài ra huyệt số 8 chiều ngang nó còn là gì ạ? Chính giữa của lòng đen đi ngang ra. Như vậy xác định huyệt số 8 cũng rất là dễ. Ngoài ra các bạn quan sát trên sống mũi, các bạn sẽ thấy huyệt số 8 chính là điểm lõm nhất của xương sống mũi, đúng không ạ? Cầm cây giò gạch như này thì đây chính là điểm lõm nhất. Ok, bây giờ đến tác dụng của huyệt số 8. Số 8 tác dụng tại chỗ, các bạn quan sát ở đây là gì ạ? Nó liên quan đến mũi, nghẹt mũi và chảy nước mũi, đúng không ạ? Tác dụng ngoại vi của huyệt số 8, chúng ta quan sát ở đây có gì ạ? Có miệng. Và nơi này có miệng thì có răng, có họng, có lưỡi, đúng không nào? Như vậy tác động huyệt số 8 này chữa các bệnh liên quan đến miệng, cổ họng, liên quan đến lưỡi. Và đồng thời đây ngực của người nam giới từ phía sau, và ngực của người nữ giới nữa. Ngực và đốt sống lưng trên của người nam giới đây. Tiếp theo tác dụng nội tạng của huyệt số 8, đó chính là gì ạ? Tim mạch. Huyệt số 8 này nó có tác dụng hạ huyết áp và chữa di tinh, tại vì vùng này cũng là vùng dịch hoàn của người nam giới. Và bây giờ mình có thêm một huyệt nữa để hạ huyết áp. Và video trước các bạn đã xem huyệt 26 là huyệt rất quan trọng trong việc gì ạ? Hạ huyết áp, giải độc và chữa hạ sốt. Bây giờ mình có thêm huyệt số 8 cộng hưởng với huyệt 26 dùng để hạ huyết áp cho những người huyết áp cao. Như vậy các bạn đã có hai huyệt chuyên dùng để hạ huyết áp. Và tác dụng toàn thân của huyệt số 8 đó chính là thông khí, hạ áp, điều hòa tim mạch, đúng không ạ? Huyệt số 8 cũng là huyệt tim mạch, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang huyệt 73. Vậy thì cách xác định huyệt 73 như thế nào? Chúng ta đi vào chi tiết. Chúng ta quan sát đây chính là huyệt 73, đúng không nào? Huyệt 73 chiều dọc, các bạn quan sát chiều dọc chính là chính giữa lòng đen đi xuống, đúng không ạ? Chính giữa lòng đen đi xuống. Thế còn chiều ngang, các bạn quan sát ở đây có một cái ổ mắt ở chỗ này, thì nó nằm ở trên bờ khung ổ mắt dưới, và chỗ này cũng có một cái điểm lõm ở đây. Như vậy xác định huyệt 73 cũng rất là dễ dàng, đúng không ạ? Bây giờ tác dụng của huyệt 73, các bạn quan sát tác dụng tại chỗ của huyệt 73 đó chính là vùng mắt, tác động ở đây để chữa bọng mắt, làm đẹp mắt, đúng không ạ? Chống thâm quầng mắt, đó chính là tác dụng của huyệt 73.
Tác dụng ngoại vi của huyệt 73 là gì? Các bạn quan sát ở đây chính là cái vùng ngực của đồ hình âm. Và tác động vào huyệt 73 này có giá trị rất lớn trong việc lại tăng tiết dịch, chữa mất sữa các bạn nhé. Huyệt 73 là huyệt gì ạ? Chữa mất sữa, gọi sữa về. Tác dụng nội tạng của huyệt 73 chỗ này liên quan đến buồng trứng của đồ hình âm, và nó còn đồng thời chữa đau thận, đau dịch hoàn đối với người nam giới. Các bạn quan sát đây, đây chính là buồng trứng và huyệt 73 ở đây, đúng không ạ? Rồi nó còn là thận, nó còn là dịch hoàn của nam giới nữa. Rồi tác dụng toàn thân, chúng ta thấy tác dụng của nó an thần, rồi thăng khí, hành huyết mạnh. Chúng ta có huyệt 26 an thần, bây giờ chúng ta có thêm huyệt 73 nữa, cũng là chữa an thần, mất ngủ, giảm đau, giảm stress, căng thẳng. Như vậy mình đã vừa hướng dẫn các bạn các huyệt 26, 8 và 73, đúng không ạ? Các huyệt liên quan đến tim mạch và liên quan đến tiết sữa. Cảm ơn các bạn. Tiếp theo, huyệt 65 chia đôi ra thì 26 là trung điểm của 65, và 26 này chính là huyệt mốc nằm trên trục O, đúng không ạ? Từ nay các huyệt khác nằm thẳng theo trục O sẽ lấy theo 26, được chưa? Rồi, đây là huyệt 26. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xác định huyệt số 8. Huyệt số 8 thì chiều dọc thẳng từ 26 xuống, chiều ngang là chính giữa lòng đen ra, thì đây chính là huyệt số 8. Cách nữa để xác định huyệt số 8 thì là huyệt số 8 là điểm lõm nhất của sống mũi, thì chúng ta gạch như này thì chúng ta thấy huyệt số 8 là điểm lõm nhất của sống mũi như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định huyệt 73. Các bạn thấy yêu cầu bệnh nhân nhìn thẳng vào huyệt số 8 của mình, nhìn thẳng. Đó. Sau đó chúng ta dùng cây giò, chúng ta đẩy từ chính giữa lòng đen, gióng thẳng từ chính giữa lòng đen đi xuống như thế này, thì huyệt 73 nằm ở trên bờ khung ổ mắt dưới, nằm ở trên bờ khung ổ mắt dưới, chiều dọc là chính giữa lòng đen xuống và chiều ngang nằm ở trên bờ khung ổ mắt dưới. Đây là huyệt 73. Các bạn nhớ là cầm hướng cây giò từ trên xuống dưới như này và tâm luôn hướng ra xa khỏi tâm mắt, đó là huyệt 73. Thì các bạn còn nhớ tác dụng của huyệt 73 không ạ? Huyệt 73 là gì ạ? Tăng tiết sữa, tại vì vùng này là vùng gì ạ? Liên quan đến vú, liên quan đến vùng ngực của người nữ giới.